tháng 5, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã phát đi thông báo đang kiểm tra, xác minh tin báo của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín về dấu hiệu tội phạm do Đặng Tất Thắng lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quyết định phân công của Phó Thủ trưởng Cơ quan Điều tra về giải quyết nguồn tin tội phạm. Trong quá trình kiểm tra, xác minh bước đầu, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an xác định ông Đặng Tất Thắng, sinh năm 1981, căn cước công dân số 0010-8100-8999 do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 17 tháng 5 năm 2023, quê quán xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, thường trú tại Thượng Nhuộm, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, chỗ ở chung cư FLC số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, hiện ông Đặng Tất Thắng không có mặt tại nơi cư trú, không biết đang ở đâu. Để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh, ngày 22 tháng 5, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ban hành quyết định truy tìm đối với ông Đặng Tất Thắng. Tại quyết định truy tìm này, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an xác định ông Đặng Tất Thắng là người bị tố giác, hiện không rõ đang ở đâu nên cần tổ chức truy tìm để phục vụ kiểm tra, xác minh vụ việc. Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đề nghị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, Cục Hồ sơ Nghiệp vụ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Công an phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Công an phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội phối hợp truy tìm. Khi tìm thấy đối tượng truy tìm trên, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an, phòng 4, theo địa chỉ 254 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 069 333 6068, 069 333 6603.